Xin mến chào cô chú và anh, các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông ở trên đường Tôn Đức Thắng đi về từ phía Hà Nội đi về Mạn Hà Đông. Và tiện thể trên đường về, Minh Toàn xin chia sẻ một số cái hình ảnh trong quá trình di chuyển đến cô chú và các anh chị. Minh Toàn có các cái video nói về Hà Nội, cũng khá là nhiều video về cuộc sống của Hà Nội ở trong cái danh sách phát là Hà Nội ngày nay ở trong kênh mà cô chú anh chị đang xem ở đây. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm thì xin xem thêm các video về Hà Nội ở trong kênh này. Đường Hà Nội vào giờ này là giờ cao điểm nên là cũng khá là đông cô chú anh chị, nhưng mà chưa phải là giờ tắc đường mấy đâu. Một lúc nữa thôi thì cái giờ cao điểm nhất thì sẽ tắc đường dài dài cơ. Đấy, bắt đầu tắc đường rồi đây. Hà Nội thì rất là ngột ngạt, nhất là chúng ta lưu thông ở trên đường vào những giờ cao điểm, chúng ta mới cảm giác được cái sự ngột ngạt của cuộc sống ở Hà Nội. Wow, áo đỏ. Đây vẫn là đoạn đường Tôn Đức Thắng mà về chỗ chỗ này là ngã ba ngã năm gì mình toàn quên mất nhỉ. Không biết là cô chú anh chị có thấy cuộc sống ở Hà Nội ngột ngạt không? Ai cảm thấy ngột ngạt hay là cảm thấy rất là thích sống Hà Nội xin cho nhận xét ở bên dưới video này ạ. Ráp lại che lấy khẩu trang che biển số này mệt lắm, không biết là có dấu hiệu lạ thường nào không.
À đây là quên, ngã này là ngã ô Chợ Dừa, ngã năm ô Chợ Dừa. Đấy, đây gặp anh Grab này che biển số là anh à? Hay là xe này cũng có giấy tờ? Mục đích của che biển số để làm gì nhỉ? Biết là các anh chị và các bạn không biết là có ý kiến gì về cái việc che biển số vừa rồi không nhỉ? Mà cái này không phải là nó vướng lên bẩn mà là lấy khẩu trang cố tình che chứ. Ờ, đuổi theo anh Grab đấy mà giờ anh Grab đấy đi đâu rồi, đuổi mãi không kịp luôn. Kết quả là không đuổi kịp anh Grab rồi. Ta đang chuẩn bị đi qua cái gò Đống Đa này, gò Đống Đa. Đây là gò Đống Đa. Ta đang đi qua ngã tư Chùa Bộc và Tây Sơn, ngã tư Chùa Bộc và Thái Hà đấy.
Ôi, khả năng đoạn này nó tắc đường quá, mình toàn xin dừng ở đây nhá. Cảm ơn cô chú và anh chị đã xem video này. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo.